nhô, a nhô, a nhô. Cà một, cà một, hai, ba má, mà bốn, năm, mà sáu, bảy, tám, chín, mười, ri, đầm, già, xì, a nhô. Mấy anh, mấy đồng chí nghe tôi nói gì không mấy đồng chí? À, cú đám thép mà game mình thì gì, xin chào mà tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh mình. Thì trong cái clip hôm nay có một bạn nhỏ hôm qua nhắn tin hỏi thăm mình ha. Yêu cầu mình anh cú đám thép mà làm cái vị tướng Murat, bữa nay vô làm Murat luôn em. Thì rất xin lỗi với anh em luôn, dạo này tăng ca nhiều quá anh em không có thời gian làm clip. Với lại mình làm clip mình phải ra công viên rồi anh em. Bởi vì tăng ca về mệt quá ngủ luôn, không có thời gian làm clip anh em. Hiện tại đang làm clip mà không có ra công viên anh em, đang ở trọ nó hơi ồn nha anh em. Đó, những cái tạp âm nó vào nó rất là ồn luôn, anh em thông cảm nha. Ok, thì clip này xin dành tặng đến một cái bạn, nói chung là tên gì mình cũng không biết ha. Mình chỉ tặng bạn một cái hình đó lên thôi. À, đây đây, khu vực đường trên đang có rào giao tranh nhẹ, ba thành viên tem bạn đang có mặt tại khu vực lướt với chiêu 1 và tiếp tục đánh thường và teo nát lên bảng, thả ngay chiêu 2 và tiếp tục sử dụng 1 2 3 4 4 2 1. Ảo anh Trâm đã được tung ra nhưng không đủ xét thương, Arum đang cố gắng chống cự và chắc chắn là chạy được anh em. Bây giờ leo mục tiêu chúng ta tiếp tục là leo ra, đang lẹt trôi giữa chợ này anh em. Đây đây, mày núp nè, thả ngay chiêu 2, rờ đâu ở đâu, à là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, đã có ảo anh Trâm, 1, 7, ảo anh Trâm tung ra và lụm luôn và double kill thuộc về cho vị tướng Murat. Quá phê, quá thơm anh em. Anh em thông cảm nha, bữa giờ không bình luận anh em, bởi vì nói nhiều khi cái nước bọt nó trồm trồm lên á, nó khó chịu quả hàng đó. Làm gì chơi không? Ê, 7, đẩy ra, đúng rồi, hay quá đồng chí. Đúng là một người support chân chính, có khác anh em pha đó. Nếu như mà support mình không đẩy ra, chắc chắn là pha đó mình xanh cỏ anh em. Quá thì quá, gọi là quá hên luôn anh em. Đây mình pha nên biến giờ mình hồi máu cái ha nè. Dạo này không có bình luận thường xuyên anh em, không quen đâu hỏng á. Đây đây, pha này mình về mình ăn cái bùa đỏ cái. Thì trong clip hôm nay thì mình sẽ sơ hướng dẫn anh em cách lên đồ và cái bảng ngọc mới luôn cho những anh em nào đang mới và tập chơi vị tướng Murat này anh em biết đấy. Hay anh Thun ơi, anh Thun cho em xin nhẹ cái bùa dơi anh Thun. Đây đây, thả chiêu 2 ảo anh Trám giật về tê tái lụm cái bùa dơi, định mệnh chơi mất giải. Thằng nhỏ đang ăn đây, ăn cái bùa đỏ xong mà lên ăn cái con quái nhỏ này anh em ơi. Đây 1 này, 2, 3, ôi trời, rào xong luôn. Cái này là tự chui đầu vào rọ đây, ảo anh Trám lụm luôn. Ta ra không kịp hồi máu luôn em à. Quá phê luôn em, cái bảng ngọc này nó rất là mạnh nha anh em, thấy nó rất là mạnh. Bảng ngọc của mình thì nó thiên về công vật lý hơn nhiều anh em à. Lát nữa rảnh giữa game mình có thời gian mình chia sẻ cho anh em cái bảng ngọc mới của vị tướng Murat này, mình cảm thấy rất là mạnh luôn. Quyết định của ngựa không là ăn cho mình cái con rồng, và anh ấy có ăn được không? Và có mặt Arum ở đây, 1 2 2 thành viên tem bạn đang có mặt đây. Ảo anh Trám này đã có ảo Trám và ảo anh Trám không lụm được con rồng anh em à. Cái tầm đó tê tái nó rất là, gọi là rất là xa, mình không tê tái được anh em. Đây đứng đây chờ ngựa. Ê ngựa không, nó về nó đép mít này anh em này. Đây lướt cho mình chiêu 1 và tiếp tục thả ngay cái chiêu 2, chiêu 1 giật về. Sao pha này không ổn, mình giật về. 1 2 3 4, đã có ảo anh Trám leo ra thả ngay của ulti nhưng không đủ xét thương bá đạo dành cho vị tướng Murat, và ngộ không bắt luôn, ngộ không luôn em. 1 2 3 4 4 3 2 1, quánh thả ngay cái chiêu 2 lụm ngay cái double kill, quá thơm luôn anh em à. Ok, quá thơm. Đây lên đây bắt luôn teo nát này, teo nát đang hết máu và hết mana luôn. Nhưng mà pha này mình sẽ luồn lỗ chó anh bắt này. Đó, thả chiêu 2 lụm luôn cái mạng của teo nát. Quá phê, quá thơm. Và 5-6-0 dành cho thuộc về cho vị tướng Murat thì quá thơm anh em à. Pha này mình sẽ 1 2 3 4 4 3 2 1, ảo anh Trám vào đép cái đàn lính này, và cái công việc của đồng đội mình là lấy luôn cái trụ đường trên này anh em. Nếu cái trụ này bậy thì anh em thấy mình vừa né cái kill của cái con leo ra anh em. Anh em tu lại anh em coi nha, mình nói cho anh em, những anh em nào mới chơi, anh em mà chưa biết về cái gọi là cái kỹ năng của con Murat này như thế nào ấy. Đây chết luôn, không kịp ngáp luôn em à. Thì cái chiêu 2 của cái con Murat này nó có khả năng kháng tất cả các sát thương nha anh em, trụ hoặc quái hoặc là tất cả cái kêu là tất cả sát thương đó, nói như vậy cho anh em dễ hiểu. Bởi vậy nãy khi vị tướng leo ra nó thả ngay cho mình cái chiêu 2 hay chiêu 1 gì mình không nhớ,
nó bam vào vào mình đó, mình thả ngay cái chiêu hai và lập tức là bị không bị dính đam nha anh em. Đây pha này thả ngay chiêu hai ảo anh Trám giật bóng luôn về, có giật rồi xong luôn, giật không được anh em. Đây giật không được là bị vị trí Arum tay bạn nhốt lại anh em. Pha này mình hơi ẩu chút xíu. Thì có nhiều anh em luôn thắc mắc hỏi rằng là ở những rank kim cương cao thủ có nên pick vị tướng Murad này chơi không? Thì mình nói cho anh em như thế này, theo cái kinh nghiệm của mình á, thì con tướng Murad á thì nó yếu giai đoạn đầu game lắm. Nó rất là dễ bị đè ở những cái giai đoạn mà từ cấp 4 trở xuống anh em à. Bởi vì á, khi mà anh em pick cái vị đã xác định là pick vị tướng Murad này chơi á, thì anh em tránh ra cho mình là thứ nhất là Elector, thứ hai là vị tướng Arum đó, mình chỉ sợ nhất là Elector thôi đó, theo cái kinh nghiệm của mình chơi nha. Còn anh em chơi như thế nào thì mình không biết nha. Đó, con vị tướng Murad này rất là sợ Elector, bởi sao? Khi chúng ta lấy nội tại đài pha này mình nói sao anh em, mình vô mình lụm luôn cái bù xanh của Ngộ Không này. Ngộ Không chạy đâu, nó về đây anh em. Đây nó về đây. 1 này, 2 này, 3 này, bắt thằng Ngộ Không này, bắt thằng Ngộ Không này, đúng thả chiêu 2 khó chân ảo anh Trám lụm luôn cái Ngộ Không, quá thơm. Đây ăn con bù xanh này, mình sẽ nói tiếp anh em à. Thì cái con vị tướng Murad này nó rất là sợ vị tướng Elector anh em. Thì bởi vậy khi mà anh em xác định chơi vị tướng Murad này, anh em cấm ngay cho mình cái vị tướng Elector đó. Đó, nó rất là sợ anh em. Cấm ngay Elector cho mình, em chơi rất là dễ luôn. Để tem bạn biết con Elector chơi rất là khó. Mỗi khi mà anh em lấy nội tại và ra ảo anh Trạm á, thì bị vị tướng Elector khi mà nó nhốt chúng ta lại á, nó nhốt mình lại, mình đâu có được lúc trước á là nó nhốt mình á là mình được nó nhốt chiêu cuối là mình được mình giật bóng lưu về nó được. Nhưng bây giờ Elector được tăng sức mạnh khi mà nó nhốt cái chiêu cuối là mình không được giật bóng lưu về nha anh em. Nó nhốt mình chiêu cuối là khi nào mà hết chiêu mình mới được giật bóng lưu về đó. Bởi vậy nó rất là kỵ con Elector nha anh em. Chỉ cần nó nhốt mình và nó bam chiêu 1, chiêu 2 là đủ combo là mình lên bảng đó. Đó là thứ nhất là con Elector, và thứ hai là cái vị tướng Arum này. Arum nó không đáng sợ bằng Elector đâu anh em. Đó, Elector nó mới đáng sợ, còn Arum nó không đáng sợ đâu. Đó, bởi vậy khi rank kim cương cao thủ anh em chơi á, anh em hạn chế những cái con tướng nếu mà thấy tem mà có Elector hoặc Arum, anh em hạn chế chơi vị tướng Murad lại. Đó cũng là một số kinh nghiệm mình muốn chia sẻ với anh em thôi. Thì mình chơi rất là nhiều trận rồi, mình cảm thấy trận nào có Elector hoặc Arum là trận đó mình tỷ lệ thắng mình rất là thấp luôn anh em à. Đó, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái bản ngọc mới của vị tướng Murad, và nó rất nhiều gọi là công vật lý luôn anh em. Khi mà công vật lý chúng ta nhiều, khi chúng ta tung ra cái đòn ảo anh Trạm nó rất là sát thương rất là cao luôn anh em à. Thì cái bản ngọc đỏ anh em ép cho mình là 5 viên công vật lý và xuyên giáp nha. Công vật lý xuyên giáp á, còn ở ngọc đỏ, còn 5 viên còn lại là tốc độ đánh, tỷ lệ chí mạng. Đó, còn ngọc tím là 5 viên hút máu, và 5 viên còn lại là tốc đánh và tốc chạy. Còn ở ngọc lục là 10 viên công vật lý và xuyên giáp. Ở bản ngọc này chúng ta có 17% công vật lý anh em, và 3% tỷ lệ chí mạng. Xuyên giáp chúng ta có 78.4% và hút máu 5%, tốc chạy 5 và tốc đánh 14. Bản ngọc này nó rất là mạnh luôn anh em thấy giai đoạn đầu game mình farm nó cũng rất là nhanh, chứ không có gọi là không có gọi là yếu đâu anh em, rất mạnh. Em tin tưởng hồi nãy mình ảo anh Trả một phát một sau vị trí leo ra tem bạn ở ngay vị trí đường mid mới nãy, không chết ngắt luôn, không có sống được. Bởi vì công vật lý nó rất là mạnh, ảo anh Trả nó rất là thấm luôn em. Pha này mình sẽ bay ra tiếp tục là vị trí AD là mục tiêu chúng ta, và lụm ngay con AD là lụm ngay AD là tem nát anh em. Đây bây giờ tem mình chết hết rồi, bây giờ chỉ còn vị trí Athun thôi. Mình sẽ lấy cái nội tại mà mình lên mình đép cái đàn lính này coi. Đó, thì bản ngọc này rất là mạnh, em cứ ép thử anh em chơi nha. Đó, mình bản ngọc mình cũng có chia sẻ với anh em à. Còn build đồ của vị tướng Murad thì theo mình thấy thì nó không có gì thay đổi hết anh em. Cái món đi rừng của chúng ta vẫn là kiếm tri hồn, và cái thứ hai là cái giày kim cường. Giày kim cường ở những lúc mà khi anh em gặp tem địch có vị trí Indu này, hoặc là Elector, hoặc là những vị tướng mà khống chế có khả năng khống chế cao á, thì chúng ta nên lên giày kiên cường. Còn nếu như không có khống chế thì chúng ta lên giày vô một để chúng ta lấy một lượng tốc độ đánh, để chúng ta lấy nội tại nhanh hơn anh em à. Đó, thì cái đôi giày thì
giày kiên cường hoặc là giày vô mục. Chúng ta có hai sự lựa chọn. Và cái lớp thứ ba anh em lên cho mình là cái thương xuyên khóa để lấy một cái lượng xuyên giáp đầu game. Còn cái thứ tư đương nhiên không ngồi ai khác là chính là cây phất hợp kiếm đó. Và cái thứ năm là cái nanh finier đó, nó giúp chúng ta có 200 công vật lý và kẻ địch xuống 50% máu sẽ chịu thêm 30% sát thương ở nanh finier nha anh em. Còn cái món cuối cùng thì chúng ta ép cho mình là cái giáp phục sinh hoặc là liềm đọt mệnh đó. Hoặc là nếu như anh em thấy tem địch có nhiều vị tướng trâu bò quá thì chúng ta ép cho mình là cái kiếm Muramasa, kiếm phá xuyên giáp anh em. Đó, cái kiếm phá giáp đó. Đó cũng là cái build đồ mình chia sẻ cho anh em nha. Ok, vì hiện tại là tem bạn đã chết hết 5 thằng thì chắc chắn là cái trận đấu này nó thắng rồi anh em ơi. Thì cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều luôn anh em. Bữa nào mình không đi làm, mình ở nhà mình off thì mình cố gắng mình sẽ làm ra clip cho anh em xem nha. Bây giờ mình vô mình đẩy trụ mình thắng luôn. Cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều luôn. Bây giờ thì chắc có lẽ là sẽ kết thúc clip ở đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip tiếp theo nha. Bye bye.